Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại cả Tinology. Và hôm nay thì mình quay trở lại với mục tiết nhật ký thể theo gọi là truyền thống mỗi năm Tết. Năm ngoái thì mình skip một chút, bởi vì năm ngoái thì các bạn biết đấy, tình trạng năm ngoái là cái dịch bệnh nó rất là phức tạp, nên là mình không có làm cái hành trình về quê ăn Tết. Nhưng mà năm nay thì khi mà mọi thứ nó đơn giản hơn một chút thì bây giờ mình quyết định hành trình về quê ăn Tết, Tết-tology 2022 các bạn ơi. Mình ấy thì mình rất là đắn đo, mình xem mình quyết định là mình có đi về Hà Nội hay không. Mình rất là ngại cái quyết định đấy, nên là mình cứ phân vân từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, cho tới khi mẹ mình tặng mình một cây mận thì mình mới quyết định rằng là thôi, mình sẽ về Hà Nội. Đấy là quà mua chuộc của mẹ mình, nên là mình có một cái niềm tin sắt đá, vững tin hơn để mình đi về Hà Nội. Và mình có một cái sự cố nho nhỏ, đó chính là mình cứ đinh ninh là mình sẽ về Hà Nội vào ngày 26 âm lịch, có nghĩa là thứ sáu tuần này. Nhưng mà thực ra thì mình lại đặt vé vào ngày 26 dương lịch, có nghĩa là thứ tư là hôm nay. Thành ra là mình, mọi kế hoạch của mình đều bị thiếu mất 2 ngày. Đáng ra là mình còn 2 ngày nữa ở Sài Gòn, nhưng cuối cùng là mình bị vỡ kế hoạch. Nên là hôm nay mình sắp sắp ngửa, mình dọn đồ thật là nhanh để chạy ra sân bay. Và hiện tại thì có lẽ là mình sắp trễ máy bay mất rồi, nên là bây giờ thì mình sẽ đi ra sân bay. Và mọi người biết không, và nếu mà mình sắp đặt vào ngày 26 dư âm ấy, thì là mình đã báo mẹ mình vào ngày 26 âm, thì mẹ mình đã dọn phòng và chuẩn bị phòng ở Hà Nội cho mình. Mình không ở nhà mẹ mình ở Hà Nội nữa, nên là cái phòng đấy thì cần phải chuẩn bị. Nhưng mà hôm nay mình về sớm trước 2 ngày, nên là không kịp để cho mẹ mình chuẩn bị, nên là bây giờ mình không có chỗ ở luôn mọi người ạ. Mình thì mình rất là ngại khi mình về giữa đêm 2-3 giờ sáng mà bố mẹ mình chưa chuẩn bị gì, nên mình rất là ngại. Bây giờ mình còn chưa nghĩ ra cái kế hoạch gì. Chắc là mình sẽ phải kiếm một khách sạn nào đó, ở trên đường đi ra sân bay thì mình phải đi luôn. Còn bây giờ thì trễ lắm rồi, các bạn đã đi thôi. Matcha ơi, Matcha. Đây, mọi người nhìn này. Mỗi lần mình đi thì Matcha sẽ không cho mình đi. Đấy, nó cắm nó cắm. Ôi, đây, nó sẽ không cho mình đi. Rồi, ok rồi. Chào Matcha, bye Matcha. Bye Muchi, không Muchi cả. Không Muchi cả. Năm mới, Matcha, trễ lắm rồi, đi thôi. Bở hơi tai mọi người ạ. Nói chung là năm nay thì quyết định là sẽ ăn Tết ở ngoài, nhưng mà mình rất là tiếc khi mình không có thời gian mình dành thật sự là một cái Tết cho nhà của mình. Hy vọng năm sau mình sẽ làm được. Buồn quá. Ok, mình đã check in xong và bây giờ mình có một hành lý nhỏ thôi. Và mình đang ở sân bay. Và hôm nay thì mình được một bạn là dẫn đi. Bởi vì là mình đi hạng thương gia của Bamboo. Và với những cái lần mà mình đi về Hà Nội về Tết như này thì mình cũng luôn luôn dành một khoản tiền thêm để đi hạng thương gia, bởi vì nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian, bởi vì cái đợt Tết ấy là cái đợt rất là đông và sân bay thì siêu đông và xếp hàng thì siêu nhiều. Bình thường ấy thì mình sẽ đi lên trên tầng 2 này để đi qua security bình thường, nhưng mà hôm nay thì người ta bảo rằng là trên này có cái priority dành cho khách hàng hạng thương gia, thì mình đang kiếm xem nó ở đâu. Tuyệt vời nhất là khi mà đi business class là mình sẽ có phòng chờ thương gia, và hiện tại thì mình đang ở trong phòng chờ thương gia của Bamboo Airways. Và phòng chờ thương gia thì rất là thoải mái, mình sẽ không phải chờ ngoài và mình có nhiều thời gian hơn. Và thú nhận mọi người là mình bị nhầm giờ bay các bạn ạ. Không phải nhầm giờ bay mà mình tính toán nhầm đường ra sân bay. Nghĩa là từ khi mình về nhà mới thì mình rất là ít khi ra sân bay. Ở nhà cũ thì mình thường hay tính là từ nhà mình đi ra sân bay là khoảng nửa tiếng để cho chắc ăn. Ở nhà mới thì mình nghĩ là xa hơn, thì mình sẽ tính là khoảng 1 tiếng. Nhưng mà thực ra thì mình đi mất có 35 phút thôi. Bởi vì là mình sẽ đi được cái đường vành đai, chứ mình không đi đường xuyên qua trung tâm thành phố. Nên là mình đến sân bay sớm nửa tiếng và mình có thời gian để mình ngồi chờ lounge. Và bây giờ thì mình sẽ đi lấy một chút đồ ăn, sau đó sẽ ngồi book phòng khách sạn. Không biết có kịp không? Cùng xem là đồ ăn ở trong phòng chờ thương gia có gì nha. Đây là phở xào à. Đây là khoai tây và cà chua. Và đây là cơm với thịt xá xíu. Thực tế là mình đã ăn tối với cả nhà hàng xóm rồi, nên là bây giờ mình không có đói lắm. À, đây là cá ba sa sốt chanh dây. Đây là trứng, rất là nhiều soft drink, rất là nhiều thức uống đóng lon. Và đây là đồ ăn của mình chỉ ăn một chút trái cây để có gọi là có đường, có sức một tí, bởi vì mình ăn cơm ở nhà rất là no rồi. Và mình lấy một cái thức uống khá là đặc biệt ở đây các bạn ạ. Đây là Suntory All Free, là chiết xuất lúa mạch và hoa hope blonde. Ok, không đường, không calo. Nước giải khát vị lúa mạch. Cái này thì mình chưa từng uống bao giờ, nên mình rất là muốn thử xem nó có vị như thế nào.
và kinh nghiệm của mình ấy, có lẽ là lần sau thì mình sẽ không ăn tối ở nhà nữa. Mình đi ra sân bay sớm hơn. Nếu mà mình đi business class thì mình sẽ ra sân bay sớm hơn để mình ăn đồ ăn ở đây. Vì đồ ăn ở đây khá là đa dạng, phong phú. Thì mình sẽ tiết kiệm được một tí, mình sẽ ăn ở đây. Nói chung là lần sau thì mình sẽ thử ăn tối xem là có no hay không. Lần này thì mình no quá thì mình không thử được đồ ăn ở đây, mình chỉ ăn trái cây thôi. Và bây giờ thử cái nước lúa mạch này xem như nào nha. Mình rất là tò mò vì mình nghĩ là nó sẽ giống bia, nhưng mà không biết nó sẽ chính xác là ra sao. Nó giống bia thật đấy, nhưng mà không có vị cồn, nó khá là nhạt. Nó giống như bia mà bỏ cồn đi. Nói chung là uống cũng thú vị. Bây giờ còn mấy tiếng nữa thì mình sẽ hạ cánh xuống Hà Nội mà mình chưa có chỗ ở như mình đã nói từ trước. Thật sự là bây giờ mà 2-3 giờ sáng mà gõ cửa mẹ thì thật sự là mất lịch sự đấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ phải đặt. Nên là hôm nay thì mình quyết định là mình sẽ có một cái trải nghiệm nó mới hơn. Vừa rồi thì mình vừa hỏi Kendall và bây giờ mọi người đang giới thiệu cho mình là thử ở Hà Nội có một cái khách sạn là Soyo Hotel. Và mọi người bảo là chắc chắn là Dino sẽ thích mê, bởi vì là khách sạn Soyo Hotel này là được kết hợp ở trên công nghệ. Nghĩa rằng là tất cả khi mà các bạn tới khách sạn Soyo đều được điều khiển qua tablet và có app để check in và chọn phòng một cách tự động. Nói chung là mình nghe nói sơ sơ thế thôi, mình chưa biết nó như thế nào hết. Nên là bây giờ mình mới cài cái app Soyo này. Đây, một cái app khá là xinh. Nói chung là kinh nghiệm mình dùng rất là nhiều app rồi. App nào mà xinh ấy là mình có cảm tình ngay lập tức. Trượt để đến với thế giới của Soyo, đặt phòng giá tốt nhất, nhận phòng trước 48 giờ, trả phòng trong tích tắc. Wow, cái này thì mình chỉ mới được trải nghiệm ở nước ngoài. Đợt mình đi Hàn Quốc hay Nhật thôi chứ ở Việt Nam mình chưa từng được trải nghiệm cái này. Ok, bây giờ đặt phòng đi. Hôm nay là ngày 26, có nghĩa là mình về vào buổi sáng nhưng mình vẫn phải ở 3 ngày 2 đêm. Nên là mình sẽ đặt 3 ngày là từ ngày 26 tới ngày 28, 3 ngày 2 đêm. Soyo Hotel thì có rất là nhiều chi nhánh khác nhau, nhưng mình thấy ở đây là có ga Hà Nội này, Hạ Long, Bắc Giang, Hòa Bình, Nam Định và Thái Bình. Thật là nhiều chi nhánh luôn. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng mã ưu đãi. Mình thì sẽ không bao giờ dùng cái gì mà không có mã ưu đãi đâu. Tết sung túc, Tết an khang này, nhưng mà mình sẽ chọn Tết sung túc. Bởi vì Tết sung túc là giảm giá tới bao nhiêu phần trăm đấy, 30% lận. Và đây, phòng của mình đây, mình sẽ chọn cái loại phòng mà có một giường đôi. Bởi vì mình thích nằm giường rộng. Chứ nếu mà đi hai người thì mình sẽ chọn hai giường nhỏ. Nhưng mà giường đôi thì sẽ thích hơn. Và hình như ở đây mình có thấy một cái option là có cả extra bed nữa. Nên là nếu mà đi tới ba người thì có lẽ là vẫn là được. Và giá cho hai đêm của mình ở đây là 2.760.000. Ăn sáng mình chọn hai bữa ăn sáng cho ngày đầu tiên và ngày thứ hai. Tổng cộng là 2.920.000. Nhưng mà vì cái gói ưu đãi Tết sung túc mình giảm tới tận 828.000. Thế là hai đêm của mình chỉ còn 2.092.000. Wow, được đấy. Và bây giờ thì mình sẽ chọn thanh toán ngay. Có giảm 10% này. Trời đất ơi, có nghĩa là mình sẽ được giảm giá tiếp. Hơi quá đi các bạn ơi. Và sau khi giảm thêm 10% nữa, mình còn 1.898.800 đồng, là chưa tới 2 triệu cho 2 đêm. Thật là tuyệt vời. Soyo thì hỗ trợ rất là nhiều cổng thanh toán khác nhau, nhưng mà mình thì mình chọn thanh toán bằng Momo. Và bây giờ thì mình đã có mã đặt phòng rồi. Tên tuổi rồi ăn sáng rồi ngày đều rất là đúng rồi. Kiểm tra lần cuối nha. Bây giờ thêm vào lịch và tiến tới Hà Nội thôi các bạn ơi. Đây là khoang thương gia của Bamboo Airways, rất là mới và rất là đẹp. Và ghế của mình là 12D. 12D là đâu đây? Thích nhất là sẽ được cởi giày ra. Khoang đựng giày ở đây, chân để ở đây. Cùng khám phá ghế thương gia của Bamboo Airways một tí nhé. Ví dụ mình ấn vào đây là sẽ có cái thành để tay. Đây là gì ta? Ok, cảm ơn em cho anh dùng nước táo nhé. Cảm ơn em. Ấy ạ, và điểm đặc biệt nhất trên khoang thương gia đó chính là sẽ được sử dụng ly tách và muỗng bằng thủy tinh và kim loại. Cảm giác sẽ thích hơn dùng đồ nhựa khá là nhiều. Trước mặt mình sẽ là khoang để chân, bên cạnh mình sẽ là phần điều khiển. Khi mà mình ấn vào thì ghế nó sẽ trượt ra đằng trước. Khi mình ấn vào nút này thì lưng mình sẽ ngả như này. Ngả. Và đến khi tối đa ấy, thì sẽ nằm thẳng ra như trên giường. Mời mọi người uống nước. Nói chung ấy, trong tất cả những loại nước trái cây đóng hộp thì mình thích nhất là nước táo. Nói chung là mình quen cái vị nước táo đóng hộp ấy. Mặc dù mình biết rằng nước táo hay nước cam đóng hộp thì đa phần là người ta sẽ sử dụng hương liệu, nhưng mình cảm thấy rằng mình quen với cái hương liệu của nước táo hơn là nước cam hay tất cả những loại nước khác. Why you want this? When I increase, I just jump, jump, go.
Và sau khoảng 30 phút delay do có người bỏ chuyến, chúng mình đã sẵn sàng để cất cánh rồi. Về với Hà Nội thân yêu. Mang nô về cho mẹ, mang nô về cho mẹ. Mam, xôi với cả thịt xa xíu, sữa chua, nước táo và Coca Zero. Mà Coca Zero đây là Pepsi, xin mời. Kiến nghị thì quý khách vẫn ngồi tại chỗ với dây an toàn được cài chặt. Đến nơi rồi. Máy bay vừa mới hạ cánh. Và các bạn nhìn kia. Này là một kiểu thứ tiếc phải không được đẹp chẳng. Lạnh hết đấy. Mình mặc mỗi một cái áo phông thôi. Thấy khá là lạnh. Hy vọng sẽ lạnh hơn nữa. Mình đã đến nơi và bây giờ là 3 giờ 39 phút bởi vì là mình bị lỡ cái lịch do có 3 người hủy chuyến ý. Nên là mình tính là mình sẽ về đây là 2:30 và bây giờ 3 giờ 39 phút rồi. Thật sự là quá may mắn khi quyết định không về nhà. Không giờ này thì làm phiền bố mẹ quá. Và hiện tại thì mình ở ngay trước khách sạn mà mình đã book ở sân bay rồi. Và bây giờ đi vào check-in nha. Mình rất là tò mò xem cái check-in tự động nó như nào. Mình vào trong này rồi. À, chào em. Và bây giờ thì mình đã tới nơi. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm tự check-in ở đây. Và bây giờ tự check-in này, nhận phòng này. Nhập thông tin đặt phòng này GHA 948. Số điện thoại của mình. Và đây, phòng đây nhá. Sau khi đã check in thì đã có thẻ phòng rồi. Và bây giờ thì đi lên phòng. Lần này thì mình chọn được cái phòng ở tầm 17. Và theo kinh nghiệm của mọi người review ở trên mạng ấy là nên chọn phòng đuôi số 03. Phòng đó thì có extra bed, nhưng mà hình như là cái view của nó thì cũng đi nhìn thẳng ra ga Hà Nội. Nên là mình rất là háo hứng để xem là cái phòng view nhìn ra cả Hà Nội nó như thế nào. Mình hay hơi chủ quan bởi vì là thành phố của mình đây là quê hương mình ấy. Nên ít khi mình ở một cái khách sạn có cảnh đẹp. Nên lần này được ở khách sạn có cảnh đẹp rồi. Ở khách sạn này thì cực kỳ khô đấy nhá. Có bàn, có đồ chơi, có quầy bar. Nhưng mà chúng ta sẽ khám phá vào sáng ngày mai. Bây giờ thì buồn ngủ và mệt lắm rồi các bạn ạ. Thôi, định dừng quay ở đây nhưng mà thấy cái thang máy đẹp quá các bạn ơi. Thang máy rất là ngầu. Nơi vô gặp nhau, phố nơi vô gặp nhau. Mỹ Sơn cắt tóc. Wow. Rất là ngầu nha. Wow, trời ơi. Xinh phết đấy. Trời ơi, mình không ngờ là Hà Nội có khách sạn mà nó mới. Mà nó rất là modern ấy, hiện đại. Mình thấy phòng của mình là 1703. Ok, chắc là định đi ngủ ấy. Nhưng mà thấy khách sạn đẹp này hay là room tour cái nhỉ. Vào đây thấy một cái bảng điều khiển Samsung các bạn ạ. Đây là điều khiển điều hòa. Còn đây là Ui, what happened? Đây là đèn của phòng ngủ. Wow, xịn quá các bạn ơi. Các bạn nhìn này. Phòng ngủ có màu tím. Thích tuyệt vời. Thì mình mở, không phải phòng ngủ mà phòng tắm. Mình nhìn mình thấy thích quá, thế là mình nói nhầm các bạn ạ. Ở trên này có đèn ambient màu tím cực kỳ xinh. Ở đây là một cái toilet nhỏ nhỏ xinh xinh. Ở bên này là một cái vòi tắm đứng, thiết kế cực kỳ hợp lý luôn. Còn ở bên này thì có một cái sofa nhỏ. Ở đây thì có giường. Nói chung là một cái khách sạn business rất là nhỏ và xinh. Và trước mặt mình thì có một cái tivi có cái chân đứng. Thì người ta sẽ tối giản, người ta sẽ không làm những cái kiểu như là bàn kệ tivi. Và ở trước mặt mình, theo lời mình biết thì đây sẽ là view ga Hà Nội. Để mình kiểm tra xem nào. Chuẩn luôn, view ga Hà Nội ở ngay phía dưới các bạn thấy không? Ngay ở phía dưới là ga Hà Nội. Wow, đẹp phết. Nhìn cảnh thành phố của mình vào ban đêm như thế này thật là tuyệt vời. Wow, nhìn được hết nhà ga và đường dây tàu ở bên trong luôn. Và bây giờ mình mới nhìn kỹ cái đầu giường của mình này, điệu không các bạn? Ở đây là một cái tròn tròn. Và sau đó thì có một cái bóng đèn ở đây. Xinh, rất điệu. Chất lượng ga gối cũng rất là ok.
Nói chung là tạm thời review thế thôi nhá. Bởi vì bây giờ mình rất là buồn ngủ rồi. Có lẽ là bây giờ mình sẽ skip luôn đánh răng rửa mặt quá. Mình sẽ đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai và chúng ta sẽ có rất là nhiều điều để khám phá Hà Nội. Đã lâu rồi mình mới trở lại Hà Nội và mình có rất nhiều cảm xúc. Mai mình sẽ nghĩ xem mình ăn gì. Bún riêu, phở bò, bún đậu hay là bánh cuốn. Quá nhiều món để nghĩ. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Bye bye, good night. Chào buổi sáng. Hôm qua gần 5 giờ mới ngủ được nên bây giờ thì mới dậy ăn sáng. Giờ là gần 11 giờ gần hết ăn sáng rồi thì mình hôm qua thì các bạn có nhớ mình có đặt bữa sáng ở trên app đúng không? Thì 80.000 thì sẽ xem bữa sáng 80.000 đấy như nào nhá. Chắc là mình ăn sáng xong một chút rồi mình đi ra ngoài. Nói chung là đi máy bay và đi trễ mà về gần sáng thì mình nghĩ là mình sẽ tiết kiệm được một ngày khi mình bay đêm. Bởi vì khi mình bay đêm ý, mình tính 1-2 giờ mình đến đây mình ngủ trễ lắm nên hôm sau là 8-9 giờ sáng mình có nguyên một ngày ở cái địa điểm mới như thế. Kể cả mình đi du lịch mình cũng đi như thế. Nhưng mà nếu mà nó trễ chuyến thì 5 giờ thì mình ngủ đến giữa ngày luôn. Cảm giác thì phí thời gian các bạn ạ. Và đây là bữa sáng của mình đây. Một tô phở gà. Ăn thử nha. Về đến Hà Nội bắt đầu thấy mình bị xoang lại các bạn ạ. Ngày xưa mình rời khỏi Hà Nội là để cho bớt xoang. Mỗi lần mình về Hà Nội và về nhất vào mùa này là xoang lại ngay lập tức. Phở khá là ngon. Và với buổi sáng như này, nói mình nghĩ thì thấy đấy, ở trong khách sạn chấp nhận được. Ngoài bữa sáng nóng mà mình đặt ra thì ở đây có quầy đồ ăn nhẹ, có salad, có trái cây, có bánh, có cà phê. Thì có thể tự pha cà phê, bánh và lò nướng bánh mì. Ở đằng kia mình thấy một cái gì đấy. À, đây là hoa quả sấy. Ngoài ra khoang phòng khách này mình thấy có rất nhiều thứ để chơi. Ví dụ như là cái này là bàn bi lắc này. Cái này chơi cái gì đây? Mình quên mất rồi. Cái này là pong à? Chơi ném cóc. Rất là hợp nếu mà các bạn đi thành một đoàn đông kiểu như công ty các thứ. Còn ở đây gần chỗ mình vừa nãy ăn mình thấy một cái rất là hay. Ở đây chắc chắn là hàng xóm như chị Giang nhà mình sẽ rất thích. Đây là chơi XO. Đấy, chơi cờ caro ở đây. Sẽ hút 500 lên đây. Tiếc là lần này mình đi một mình chứ không thì đã có người chơi cùng với mình rồi. Cây đào. À, một thứ mình rất muốn cho mọi người xem. Đây. Đây là drinking game. I drink and I know things. Đây là sẽ cạn ly 50% này, thêm lượt này. Tất cả cùng uống đối diện 50% thì mình nghĩ rằng là sẽ để ở đâu nhỉ? Để mình sẽ. À đây. Mình sẽ cho cái viên bi vào đây. Đó, mình sẽ bắn nó lên à. Đấy. Như vừa rồi mình nhận được thêm lượt. Tự kỷ khi chơi thương kinh game một mình. Ok, bây giờ lên phòng rồi đi khám phá ra ngoài đường một tí đi. Hôm qua về trễ quá nên là bây giờ thì mình mới sờ đến cái tablet các bạn ạ. Hóa ra toàn bộ phòng này đều điều khiển bằng tablet. Ví dụ như mình ấn đèn phòng, sẽ bật tắt đèn phòng ở đây. Rất là tiện, thì mình có cái tablet ở trên giường. Có thể điều khiển được TV ở đây, ví dụ mình muốn xem VTV2. Thôi bây giờ mình muốn tắt TV đi. Đây, tắt TV tắt được luôn. Điều khiển điều hòa, đang giảm nhiệt độ rất là tiện. Mình thấy cái phần điều khiển điều hòa này là còn tiện hơn cả cái phần điều khiển điều hòa ở nhà mình luôn. Tất cả mọi thứ đều rất là tiện. Có lẽ đây là một trong những khách sạn đầu tiên ở Việt Nam mà mình được thưởng thức cái công nghệ như vậy. Còn ở Singapore hay gì thì mình thấy là mình đi cũng đã khá là nhiều rồi. Đã đến hàng của Diêu yêu thích của mình. Chị My cải tạo tốt, sớm về với gia đình nhá. Hôm qua nên là bây giờ mình mới quay review. Thật sự là đây là bún ốc Hoài Nhai Cố Thủy 13 Hoài Nhai nha các bạn. Mình ăn ở đây gần 20 năm, mười mấy năm rồi. Nhiều người sẽ nói rằng ở đây không vệ sinh, không vệ sinh lắm, nhưng mà ý tuổi thơ ấy, thế là mình bao nhiêu lâu mình vẫn mê ở đây. Mà dù ăn xong thì có nguy cơ mà vẫn rất là thích. Các bạn nhìn này, riêu, bò, giò, nhiều đậu, ăn với quẩy. Rất là chua, rất là cay, rất là đậm, tuyệt vời. Chị Nghi thích không?
câu gì đấy, xinh ơi là xinh. Xinh thật. Chị My mà chưa mua thì mình mua về cho mẹ mình. Tiếc quá, bị cướp mất. Và bây giờ tiếp tục hành trình đi kiếm quán cà phê. Và Tết này mình định ra sớm để hưởng lạnh, nhưng mà nóng thật đấy các bạn, nóng thật sự luôn. Vừa phải cởi bớt áo ra, may là mặc áo bên trong này. Chị My đã hoàn thành nhiệm vụ mua hoa cho mẹ rồi. Và bây giờ thì mình sẽ xem đường có cái gì hay hay, mua được thì mua, mà không thì đi uống cà phê. Đây, đang đi trên đường thì gặp được một cây bưởi như này. Đang thắc mắc là cây dởm hay cây giả hay cây thật. Cây này là cây thật mi. Thả thật. Người ta ghép thêm quả vào cho nhiều quả thôi. Này, ở đây ở giữa mỗi quả này đều có cái mấu ghép. Đâu cái nhỉ? Ừ nhỉ. Sao có thể thật được nhỉ? Thật. Người ta ghép thêm quả vào thôi. Sao trông nó dởm? Bởi vì nó nhiều quả quá. Nhìn kỹ ở đây sẽ có những cái mấu ghép. Cây thật. Hello, đáng ra là mình sẽ quay đi ăn tối, xem các bạn là ngày hôm nay mình ăn tối cái gì. Nhưng mà ngủ trưa, thế là chúng ta cũng gọi là ngủ trưa, nhưng 3 giờ chiều mới ngủ. Ngủ một phát đến 8 giờ tối, 8 giờ tối xong rồi đi ra ăn rất là nhanh, đi về. Thì hôm nay quay hơi bị ít. Nhưng mà khi mà mình về đến phòng của mình ấy, mình phát hiện ra rất là nhiều thứ hay ho và mình muốn khoe các bạn, bởi vì buổi tối này rất là đẹp. Và sáng mai thì có lẽ mình sẽ check out, bởi vì mẹ mình bảo là mai thì phòng đã chuẩn bị xong. Bởi vì là các bạn biết không, cái phòng cũ của mình ấy thì mẹ mình dùng làm kho. Thế là mỗi buổi Tết ấy thì không có Tết nhá, thì ở phía dưới mẹ mình bán cà phê, nên là mẹ mình để bàn bán cà phê. Nếu mà đến Tết thì mẹ mình sẽ dẹp hết tất cả bàn bán cà phê đi, lên cái phòng đấy của mình và mang cái bộ sofa từ phòng đấy của mình xuống dưới. Về cơ bản là phải dọn hết đồ thì mình mới về phòng ở được. Nên là ngày mai phòng đã sẵn sàng, thì ngày mai mình sẽ về với mẹ. Còn bây giờ thì mình muốn cho các bạn xem cảnh thành phố Hà Nội, thủ đô Hà Nội vào buổi đêm mà đẹp như nào ở cái phòng khách sạn của mình. Các bạn có thể thấy là cái phòng của mình ấy, thì tất cả phòng đuôi 03 ở khách sạn Sojo này đều có một cái view, gọi là view, mình tự gọi là view panorama. Nghĩa là nó có hai mặt và kính cong như thế này. Và khi mà nhìn xuống mặt kính cong vào ban đêm thì cực kỳ đẹp các bạn ạ. Các bạn nhìn xuống phía dưới kìa. Đây, đây là ga Hà Nội. Ở phía dưới là ga Hà Nội và nhìn thấy được các bến ga và các bến tàu luôn. Và đi theo cái mặt kính cong này thì các bạn có thể thấy rằng là mình nhìn được đường phía trước mình là đường Lê Duẩn. Rất là đẹp, một con đường rất là dài và rất là đẹp. Mình sẽ xí sát vào kính để không bị phản chiếu, mọi người cùng xem nha. Đấy, mọi người có thể thấy cực kỳ đẹp luôn. Mình nghĩ rằng đây là cái khách sạn có cái view mà mình thấy thú vị nhất mà mình đã từng ở Hà Nội. Và bây giờ thì có lẽ là sẽ xem phim một tí rồi đi ngủ sớm đây. Bye bye. Ồ, mình phát hiện ra một cái rất là hay. Đó chính là mình sẽ chỉnh được đèn, đèn của phòng tắm tùy chọn màu các bạn được. Ok, tắt phim đi. Đây, có một cái phát hiện rất là hay, đang định xem phim, định đi ngủ, quay mất cảnh này đi ngủ đấy. Nhưng mà phát hiện cái này hay quá. Ở trên cái chỗ phòng tắm, riêng phòng tắm ở trong phòng khách sạn là các bạn có thể chỉnh được màu đèn nền. Các bạn có thể chuyển xanh, đỏ, tím, vàng, RGB, màu gì cũng được luôn, rất là tuyệt. Ví dụ mình chọn là màu xanh lá nha. Các bạn thấy màu xanh lá không? Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang màu đỏ nha. Đây. Đấy, đỏ này. Để mình tắt mấy cái đèn này đi cho đẹp. Các bạn sẽ nhìn thấy rõ, hiệu ứng hơn. Tất cả điều chỉnh ở trên tablet. Cái này thì cảm giác là còn tối tân hơn cả nhà mình đang ở ấy. Áo ấy rất hay, đó chính là các bạn có thể chọn được các cú mốt.
ở trong phòng, ví dụ như mình thấy có mốt xem phim sôi động, thư giãn, làm việc, báo thức mà ngủ ngon, thế nên mình thử chọn mốt sôi động nha các bạn, là nó sẽ chỉnh toàn bộ đèn và tivi. Đây. Rông dài rồi, bây giờ quay trở lại mốt xem phim nha các bạn. Chọn HBO. Lâu lắm rồi mình mới xem kênh truyền hình ấy, vì trước giờ mình dạo này hay xem Netflix, lâu lắm không xem phim kênh truyền hình. Và khi mà xem lại kênh truyền hình có cảm giác nó hoài cổ ngày xưa. Và thôi, xem phim ở đây đây. Bye bye, đi ngủ nhá. Good morning, bây giờ đã đến thời gian để đi về với mẹ rồi. Và bây giờ mình sẽ trả phòng. Và mình sẽ thực hiện trả phòng trên chính cái tablet của mình được phát ngay ban đầu. Này, mình sẽ đánh giá là tuyệt vời nhá. Xong, vậy là mình đã check out xong. Và mình sẽ trả lại thẻ cho các bạn nhân viên ở đây. Và anh là xong rồi đúng không? Cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ đi về thôi. Và sau mấy ngày ăn chơi mãi xung quanh thì hôm nay là chiều 30 Tết. Và mình đang ngoài đường. Mình đang ở trên phố Hàng Đường. Và chiều 30 Tết siêu đông của mình ạ, đông lắm luôn đấy. Đông quá, trời ơi, đông quá. Đường. Wow, đây. Người đi bộ và người đi xe lẫn vào nhau. Wow. Và chúng mình đang tìm đường ra, Hàng Tiêu. Giờ mình tìm Hàng Tiêu cũng là tìm được quán này rồi. Đây là cái quán mà có cả chi nhánh ở Sài Gòn mà mình vẫn hay ăn, bún riêu tóp mỡ mọc giòn cô hương béo. Nếu bạn nào Sài Gòn thì có thể tham khảo Nguyễn Thị Minh Khai. Bây giờ chúng mình đã tới đây và có bàn luôn rồi. Đây, góc máy đứng ở góc ngoài cùng. Anh để cái này ra phát là bao huy to này. Anh bún ra rồi, ăn thử nhá. Đây là tình cờ đúng quán bún ở ngoài, ở trong Sài Gòn nhưng mà Linh chưa được ăn. Bây giờ cho Linh ăn thử xem bún ở đây như nào. Mỗi lần ra Hà Nội là mình cực kỳ thèm bún riêu luôn. Và bát bún này trông rất là đầy đặn luôn. Ở đây có mọc giòn này, có trứng vịt lộn này, có tất cả mọi thứ luôn. Nói chung trời lạnh được câu bát bún riêu thích thật sự luôn. Mấy điểm? Chắc là 9 Việt Nam. May mắn lại còn nhìn view chợ Đồng Xuân nữa. Đúng rồi, ngay đằng sau mình là chợ Đồng Xuân này. May mắn là tìm được một quán bún riêu ở đây. Ban đầu mình không định đến quán này cơ, mình hay ăn ở Hàng Khoai. Hàng Khoai Tết năm nào cũng sẽ mở xuyên Tết. Nhưng mà ra ở đây thì thấy bún mọc cô hương béo này là đúng như quán này trong Sài Gòn, nên là ăn thử luôn. Là bây giờ ăn tiếp đây. Bye bye. À, sao lại đây, dẫm vào đây hả? Xê ra gì? Xui quá. À đây là xui hay hên ta? Các bạn vừa thấy chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Các mình không biết đây là hên hay là xui, có người nói là hên. Còn mình thì thấy à, trời ơi, về phải cọ dày. Hôm nay 30 rồi. Bây giờ chắc là đi qua chợ hoa mua cho mẹ một bó hoa rồi đi về thôi. Là đêm giao thừa, và đêm giao thừa thì sẽ ở nhà ăn cơm. Và có một tin vui, đó chính là giao thừa ở nhà này thì mình sẽ không phải làm gì hết. Không phải làm gì hết đâu mọi người ạ. Bởi vì sao? Ai đây? Ê, cậu kia. Đây. Ít nhất là về nhà là có thằng em dán em phục vụ đi. Đây, mẹ mình đang hướng dẫn pha. Ok. Đâu, có món gì nào? Món gì?
Em dán cái gì nữa? Cá hấp kia khô hết bây giờ, nhanh, bỏ ra đi. Nhanh nhanh. Phục vụ chấm, nhanh. Bi ơi, món gì đấy? Xôi à? Đâu, nhanh. Đói quá rồi, nhanh lên. Nem 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 kìa, nem kìa Bi ơi. Cháy 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 kìa. Cháy, nhanh lên. Nhà có thêm một người biết nấu ăn. Ê, chắc không? Chắc thêm bạn không? Và đây là mâm cơm tất niên. Bánh chả lại à? Với cả đây thì ở đây gà luộc và gà cúng đã được hấp lại. Xôi vò mình thấy nhá, xôi vò năm nay mình làm tơi hơn mẹ nhá. Đây là xôi gắt. Đây, skip mất món xôi gắt. Nên. Ê, đầu bếp đâu? Chạy đâu? Vào ăn Bi ơi. Nem mẹ quấn à? Mẹ quấn. Về nhà sướng nhất là không phải nấu. Đây nơi duy nhất mình không phải nấu. Mình thường nấu quanh năm. Đây là một món mà không bao giờ mình nghĩ trong năm mình sẽ ăn đây. Là canh măng. Trời ơi. Chỉ Tết mới ăn thôi. Không bao giờ trong năm mình nghĩ mình sẽ ăn món này. Không thích mà. Cho xin miếng chè. Đi. Xin miếng. Xin miếng nào. Xin miếng. Xin miếng chè đi. Đó chè vào cốt đâu. Bình thường. Nhưng mà cái chè vào cốt này có thêm cái gì nhỉ? Hoa gừng. Hoa gừng. Ngon. Nói chung là lạnh thì ngon mà không. Mình vừa ăn cơm với mẹ mình xong, vậy là hành trình về quê ăn Tết của mình đến đây là đã được về đến quê ăn Tết rồi. Và bây giờ thì mình đang ở trong phòng của mình. Thì thực ra thì đây không phải là căn phòng mà ngày xưa mình hồi mình còn nhỏ mình vẫn ở. Cái căn phòng mà mình hồi mình còn nhỏ hoặc là mình đi học mình ở ấy thì bây giờ là dành cho em trai mình. Còn đây là cái phòng mà gọi là cái phòng dự bị. Có nghĩa là khi em trai mình ở đây, ở bên kia thì mình ở đây. Và mình cho mọi người tham quan cái phòng hiện tại của mình nha. Phòng hiện tại của mình nó sẽ như vậy này các bạn. Đây là cái bộ rèm từ hồi bố mẹ mình xây nhà này. Đây là cái điều hòa từ hồi mà bố mẹ mình xây nhà này. Ở trên trần ấy thì bố mình có nâng cấp trần giả và lắp những cái đèn dễ chịu hơn. Vì bố mình biết là mình không thích đèn tuýp, nên là rất là chiều con trai luôn là trang bị cho mình những cái đèn mới như này. Còn kia là bộ bàn ghế mà ông bà ngoại cho bố mẹ mình từ hồi mà bố mẹ mình mới cưới nhau. Đây là cái bộ tạ mình mua hồi mình đại học. Sau đó thì mình dùng được khoảng 2 năm gì đấy thì mình không dùng nữa. Đây là cái lò sưởi từ thời đầu tiên mà bố mẹ mình mua. Bố mình biết mình rất là ghét ẩm nên là còn trang bị cho mình thêm một cái máy hút ẩm, một cái quạt. Đây là cái tủ mà mới xin ở dưới nhà ông bà ngoại. Đây là cái bộ bàn trang điểm rất là xưa rồi, từ hồi mà mới xây cái nhà này luôn. Đây là cái đèn học cũ của mình này. Nói chung đây, mình mới unpack vali ra, laptop của mình đây. Nói chung là cái phòng này thì rất là thân thương. Theo cái kiểu là ngày xưa ấy, thì mình không ở phòng này, mình ở phòng của em trai mình bây giờ. Còn khi nào sang cái phòng này ấy, thường là mình trốn bố, trốn mẹ. Không ai biết là mình sẽ ở trong này hết, nên là mình hay trốn ở cái phòng này. Ngày xưa thì ở cửa sổ này ấy, thì người ta chưa xây cái nhà đằng sau lên, nên là có view. Còn bây giờ người ta xây lên mất rồi, nên là hết view rồi. Nên bây giờ chỉ nhìn thấy tường xi măng thôi. Bây giờ mình đang giúp mẹ mình chuẩn bị mâm cúng giao thừa. Ở đây thì có lẽ là trên này là bố mình làm. Còn mình thì mình sẽ mang nến xuống để mẹ mình cúng giao thừa ở dưới. Và các bạn thì nhìn thấy môi mình đang hơi bóng bởi vì mình vừa bôi lip balm xong ở Hà Nội. Nẻ ơi là nẻ, rất là khô mùa đông này nữa. Bi ơi, mở cửa. Bi ơi, Bi, hello, xuống chuẩn bị giao thừa rồi. Yes. Nhiệm vụ của mình bây giờ là bê mâm cúng này ra ngoài cửa vì mẹ mình hay cúng giao thừa ở ngoài cửa nhà. Nên các bạn nhìn này, mâm cúng rất là đầy và lần nào mình cũng phải bê nguyên cái này, giống như làm xiếc ấy. Nhưng mà bây giờ mình không biết phải làm ra để quay được nào. Thôi, vừa đấy thì mình định ngậm điện thoại xong rồi mình bê này, nhưng mà chắc là nguy hiểm lắm. Mẹ mình không được đâu, không được đâu. Mình sẽ bê tử tế ra ngoài kia. Vào được không Bi? Chưa về ạ.
chưa? Ơ, hỏng đèn ở ngoài rồi à? Nhanh sắp giao thừa rồi. Tắt rồi mẹ. Đây con đâu? Còn 1 phút mẹ ơi. Chúc mừng năm mới mọi người, chúc mừng năm mới mọi người. Và mẹ mình thì vẫn đang khấn, thì cứ khi nào mà bắt đầu qua giao thừa phát đấy, tiếng chuông nhà mình đấy các bạn nghe thấy tất cả đồng hồ kêu cùng một lúc. Đây là năm mới rồi, năm mới Nhâm Dần, và mình xin chúc tất cả mọi người một năm mới thật là an khang thịnh vượng. Cảm ơn mọi người suốt một thời gian qua đã theo dõi Dino năm rất nhiều năm, 3-4 năm gần đây, và mình biết rằng là không có sự ủng hộ các bạn ấy thì sẽ không có Dinology và không có mình. Nên là mình muốn dành những cái lời đầu năm này để chúc các bạn một năm mới thật an khang thịnh vượng, và năm sau, năm 2022, năm Nhâm Dần này sẽ tốt đẹp hơn năm cũ rất là nhiều, và mình tin chắc một điều là như vậy. Còn bây giờ thì xin phép mình sẽ dành thời gian cho gia đình mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người đã theo dõi hành trình về quê ăn Tết của mình đến đây thì đừng ngần ngại cho mình một cái subscribe và like kênh. Mình sẽ trở lại đều đặn trong năm mới với nhiều nội dung hấp dẫn hơn nữa. Mình xin hứa với các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Nhà mình ăn Tết đây. Bye bye. Mình đến ở kia rồi, nhưng mà đây là một cái màn rất hay. Bởi vì năm nào thế, có nghĩa là sau khi mẹ cúng ngày xong thì phải mang một cái tờ sớ lên trên tầng thượng để bố mình cúng đốt về cái tờ sớ đó, xong rồi mang tờ sớ đó đi hóa. Mình không biết nhà mọi người có như vậy không, nhưng mà cái này đã trải qua nhà mình không biết bao nhiêu năm nay, thì mười mấy 20 năm nay mình đã quen việc này. Năm nay là đến lượt hàng ngày làm nhanh, lại phải cúng tờ sớ này ở trên tầng thượng, sau đó mang đi hóa vàng. Xe hả? Ôi trời ơi. Đấy. Cảm ơn. Năm nay nhận được lì xì. Wow. Đây. Được rồi. Mừng tuổi mẹ. Mừng tuổi bố. Chúc mừng năm mới cả nhà. Dino, em ước gì cho năm mới? Mua được ô tô ạ. Em ước gì hả Linh? Em ước năm nay mọi người đều khỏe mạnh con, nha. Con. Happy New Year!